Ok, trận chung kết đôi nam. Điểm đang là 2-1 nghiêng về cặp đôi phía gần màn hình của chúng ta. Chia sẻ livestream này đến nhiều người hơn được không? Một cái chia sẻ đúng không ạ? Mọi người thực hiện nó rất đơn giản mà. Không muốn nó chỉ có vài người xem thế này đâu. Buồn lắm. Quá tốt. 5-2. Có ai biết, có ai đang theo dõi livestream mà biết cặp đôi phía gần này chúng ta đánh cho đơn vị nào không ạ? Phía bên kia là đôi Huy Huy. Thủ cầu rất hay. Vâng, pha được cầu liên vị trung tâm thể dục thể thao Thái Nguyên. Thủ cầu chìm rất hay của tay vợt đã từng tuyển quốc gia Việt Nam. Đi con. Không thua ở trận bán kết, thua cặp đôi phía xa màn hình như kiểu. Điểm 8-6 cho Đại Từ. Phía gần màn hình chúng ta cặp đôi Giang Mạnh đến từ Đại Từ. Phía xa màn hình là cặp đôi Huy Huy của Trung tâm Thể dục Thể thao. Cầu rất hay. Khá bình tĩnh. Rất khéo léo. Thủ hay thế nhờ. Cầu trong sân. Thủ bay rất tốt. Rất ngoài cầu rồi. 11-9 sang đấu thứ nhất trận chung kết đôi nam. Cầu rất lắc. Hoặc là chỉ đánh một set thôi, đánh thiết. Ở ngoài sân không đánh được đâu bác ạ. Nên là chắc là phải xin thua tiếp thôi. Chung kết đánh không em? Dạ. Đánh chung kết không? Anh còn áo nào? Nếu còn áo, dạ. Không còn. Ui em còn áo trong học được đấy. Quyết đánh chung kết đây. Mệt quá. Cặp đôi phía bên màn hình của chúng ta. Đây là cặp đôi Đại Từ Thái Nguyên. Vẫn còn 17-12. Phải nói rằng cặp đôi từ Đại Từ đánh cầu quá khéo léo. Là cuộc học nó đang rất muốn đánh nốt trận chung kết này. Bởi vì ở vòng loại thì 18-13 đánh cầu lỏng rất hay. Cầu may mắn chuẩn bị còn. Ở điểm 14-18. Chả hiểu sức nó lấy ở đâu. Đúng là sự đền đáp xứng đáng của những ngày sáng dậy trời mưa, nắng gió, nắng hay mưa đều dậy chạy hết. Chung kết đơn nam, Thiết là Thái Nguyên gặp học Đại Từ. Hai vận động viên chuẩn bị. Cổ vũ cho cô học nha. biết tên Nam. Trung tâm thể dục thể thao Giao Cờ. Hai mươi 17 cho Đại Từ. Đối tượng 3 sân số 4 và là nhiệm vụ. 21-17 chiến thắng trong trận đấu thứ nhất thuộc về Đại Từ Thái Nguyên.